Một người thầy dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc vinh quang. Việt Nam đào minh quân dân đang chờ ngày vui nó xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam trên toàn thế giới thành kính trang nghiêm cùng dâng lời cầu nguyện.
Chị Thị Trinh xin trân trọng kính chào Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Xin trân trọng kính chào quý anh chị em, cô chú bác trên những đàn của Trinh. Thì vừa rồi Trinh cũng mới vừa mở ra cái đoạn đầu của video của Cục Dân vận để chúng ta cùng nghe những cái bài và quấn từ của Tổng thống và những cái lời hiệu triệu của Tổng thống. Thì tiếp theo là một đồng nhiệm đã nói là chúng ta sẽ cùng dâng lời cầu nguyện, nhưng mà đó là video của Cục Dân vận, cho nên thì Trinh sẽ xin tiếp lời với Cục Dân vận để chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện trên cái live stream của Triệu Thị Trinh cùng với anh chị em, cô chú bác của chúng ta trên live stream này. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nói về những cái vấn đề mà hiện nay trên thế giới, hoặc là cái công cuộc giải thể tà quyền cộng sản của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, thì Trinh cùng với anh chị em chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin mời quý anh chị em, cô chú bác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hôm nay ngày thứ ba, 7 Tây tháng 7, 2020, tại diễn đàn live stream của Triệu Thị Trinh, chúng con là thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nguyện xin đấng tối cao, trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, luôn phù hộ độ trì, giúp đỡ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành đại nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt. Xin đội ơn trời Phật. Dạ, Trinh xin kính chào một lần nữa những anh chị em trên diễn đàn. Thì theo như tin tức thế giới vừa đưa những cái tin cho chúng ta thấy đó, nước Tàu thì họ đã bị nhiều cái thảm họa do thiên tai lũ lụt, do bệnh dịch virus corona, và cũng do cái sự tham lam bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng. Vì sao mà chúng ta thấy nước Tàu hiện nay họ bị rất là nhiều những cái thảm họa, những thiên tai từ trên trời, gọi là cái thiên nhiên á, đã tạo nên. Đấng tối cao ở trên trời đã nhìn thấy kẻ gian ác và vô cùng gọi là mưu mô xảo quyệt. Đó là cái tên Trung Cộng. Cho nên những ngày trước kia chúng ta đã thấy và chúng ta cũng đã nói là quả báo nhãn tiền. Cái nhân quả hôm nay thì Tàu Cộng đã phải gánh chịu. Nhưng mà bên cạnh đó họ cũng không có từ bỏ cái ý định xâm lăng, xâm chiếm các nước nhỏ hơn, yếu hơn. Ví dụ như họ không bao giờ từ bỏ cái ý định mà thôn tính đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì thực chất đất nước Việt Nam của chúng ta đã nằm trong tay của họ. 80% là đất nước Việt Nam đã lệ thuộc vào cái nhà cầm quyền của Trung Cộng. Vì 45 năm nay, Cộng sản Việt Nam là cánh tay nối dài của Tàu Cộng. Vì sao chúng ta khẳng định như vậy? Thật sự thì chúng ta khẳng định như vậy không có sai chút nào hết. Vì Cộng sản Việt Nam sinh ra từ cái đảng Cộng sản Trung Cộng. Những tên cầm đầu trong đảng Cộng sản Việt Nam đa phần là những tên Trung Cộng được cài cắm vào đất nước Việt Nam của chúng ta, mang những cái lý lịch, những cái danh tánh của người Việt Nam. Nhưng mà thực chất chúng nó là người Tàu, là Trung Cộng nói riêng. Như vậy thì không thể nào mà
chúng nó chống lại Trung Cộng cho được. Cho nên người dân của chúng ta ngày hôm nay, ở tại cái thời điểm này, chúng ta biết rất là rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam là cánh tay nói dài của Trung Cộng. Nói đúng hơn là con đẻ của Tàu Cộng. Không hơn không kém. Vì không thể nào nói Đảng Cộng sản là cha của Trung Cộng được. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tuân hành theo những cái mệnh lệnh, những cái sự áp đặt của Trung Cộng. Và bên trong cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cài cắm đa số là Trung Cộng, là người Trung Cộng. Mà hiện tại bây giờ khi mà chúng ta nhìn thấy những cái cảnh mà công an, mật vụ đàn áp người dân Việt Nam của chúng ta đó, thì hãy nhìn cho thật là kỹ những cái bộ mặt gian ác của những tên được mệnh danh là công an nhân dân. Họ chính là những tên Tàu Cộng được cài cắm vào đất nước Việt Nam của chúng ta. Họ còn rất trẻ, cũng giống như cái thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam của chúng ta vậy. Họ được sinh ra và lớn lên tại cái đất nước Việt Nam của chúng ta một phần. Cha ông của họ cũng là Trung Cộng. Những cái tên mà nắm những cái chức vụ cao ở trong bộ chính trị của Cộng sản thì đa phần họ là Trung Cộng rồi, cho nên họ đẻ ra những tên Trung Cộng khác. Và như vậy họ lòn lách vào trong cái người dân của chúng ta đó, trong những cái hành chánh, những cái vấn đề mà hành chánh rồi bộ chính trị của chúng ta rất là dễ dàng, quý anh chị em. Cho nên khi mà chúng ta nhìn những cái bộ mặt này, chúng ta đi biết rõ ràng lắm, nhìn thấy rõ lắm, mặt xệ, mặt hí và rất là gian ác. Những tên này thì đa phần là những tên mà giết người không có gớm tai. Khi mà chúng ta nhìn cái bộ mặt của chúng nó thì chúng ta đã biết được cái bản chất của chúng nó là như thế nào. Nếu như một người Việt Nam của chúng ta thật sự là con cháu của những người Việt Nam mà mang dòng máu Việt đó, thì dù cho cách nào đi nữa, chúng ta cũng không thể nào mà xuống tay giết hại đồng bào của mình một cách gọi là tàn nhẫn, dã man. Mình phải gọi là dã man. Đằng này chúng đã xuống tay giết hại người dân một cách rất là dã man, tàn độc. Ngay chính những người đảng viên mà đã theo chúng hồi những năm mà tiến vào miền Nam để chiếm miền Nam, cướp miền Nam. Và bây giờ chúng cũng gọi là dùng cái bạo lực để mà giết họ, hại họ. Thì họ những người này họ không có còn có gọi là cái tình cảm nào nữa. Vì họ đã được thay thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thay thế bằng một lớp trẻ, một lớp người mà chính gốc là Trung Cộng. Cho nên họ xuống tay rất là mạnh mẽ đối với những người dân, những người mà cất lên tiếng nói để chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, qua những cái việc như là cướp đất, cướp nhà của người dân. Thì như vậy chúng ta hãy xác định rõ những cái tên này là ai, và chúng ta xác định rõ đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay, những người dân của chúng ta hiện nay trong đất nước Việt Nam có còn mà làm ngơ hay là có còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam được hay không? Câu hỏi là như vậy. Riêng phần của Trinh và tất cả những người trong miền Nam Việt Nam chúng ta, thì chúng ta nhận thức rất là rõ ràng là đất nước của chúng ta đã bị lệ thuộc. Nhưng vì sao chúng ta không có cái phương cách, chúng ta không có phương hướng, và chúng ta cũng không có được sự hỗ trợ của các nước đồng minh cho một thể chế, cho một chính phủ nào đó
đối lập với Cộng sản Việt Nam. Đó là cái nhìn mà của những người Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam chưa biết về tình hình chính trị, chưa biết về cái chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã hiện diện tại hải ngoại, mà do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã gìn giữ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời từ 30 năm nay. Cho nên ngày hôm nay, trong cái thời buổi này, 3 năm về trước, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Tổng thống Đào Minh Quân đã phát động chiến dịch gọi là trưng cầu dân ý, đã phát động một cái gọi là kêu gọi đồng bào, gọi là chiến lược đi, chúng ta phải gọi là chiến lược, chính lược lệnh, nói đúng ra là chính lược lệnh. Để làm gì gọi là chính lược lệnh? Vì chính phủ và Tổng thống Đạo Minh Quân gọi chính lược lệnh có nghĩa là chờ đợi những cái chính kiến của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam sẽ ra lệnh cho chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Ngài Tổng thống Đào Minh Quân trở về nước, giao cái trọng trách cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân ngoại giao bằng cái sức mạnh của người dân với các nước đồng minh châu Âu và Hoa Kỳ. Và những cái thời điểm này là cái thời điểm chúng ta cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái tinh thần của người Việt Nam yêu nước, để gìn giữ đất nước Việt Nam của chúng ta, để giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam của chúng ta từ tay của Trung Cộng nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng. Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì bây giờ họ thì như cá nằm trong rọ vậy, họ không có thể nào mà cục cựa nổi nữa, thì họ cũng chờ có một sự thay đổi nào đó để mà họ giải thoát, họ được giải thoát khỏi cái bàn tay thâm độc hiểm ác của Tàu Cộng. Nhưng mà họ không thể nào nói ra được, họ chỉ nằm chờ mà thôi. Nhưng mà họ chờ như thế nào mà họ chết lần mòn ở trong bộ chính trị của họ, lần lượt bị Tàu Cộng sát hại cho bằng hết. Những tên nào nếu mà không có nghe theo lệnh của Trung Cộng thì sẽ bị sát hại, hoặc là có những cái ý tưởng nào sai với lại cái đường lối của Tàu Cộng thì cũng sẽ bị giết hại rất là nhanh chóng. Cho nên hiện tại thì chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhất thôi, quý anh chị em, cô chú bác, là trưng cầu dân ý, để giúp cho chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa có cái số phiếu ở trên cái lá phiếu đó, là cái lý lịch của mình, cái tên của mình, cái địa chỉ của mình và cái năm ngày tháng năm sinh của mình, chứng nhận mình là một người dân của đất nước Việt Nam. Mình chính là người Việt Nam và mình không chấp nhận sống với cái chế độ tà quyền cộng sản. Mình yêu cầu thế giới là giúp đỡ cho chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa và Ngài Tổng thống Đào Minh Quân để trở về cứu dân, giúp nước, trong đó có quý vị là những người đã bỏ lá phiếu trưng cầu dân ý. Những ngày qua trên có nhận được những cái câu hỏi, nhưng mà thật sự trên xin trả lời cho quý vị như thế này. Những câu hỏi thì xin quý vị hãy viết vào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để được trả lời. Vì sao? Vì những câu hỏi ở ngoài diễn đàn Facebook thì quý vị ở dưới cái nickname nào đó mà tên tuổi của quý vị thì Trinh không hề biết. Và quý vị có phải là công dân của Việt Nam Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không hay chưa thì Trinh cũng không bao giờ được biết. Bằng cách
mà quý vị muốn cho có những cái gọi là minh bạch rõ ràng á, để mà chúng ta có những cái tương tác với nhau nó sâu sát hơn, thì Trinh cũng kính mong cô chú anh chị em đang ủng hộ cho chính phủ hoặc đã trưng cầu dân ý cho chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, trưng cầu dân ý cho ngài Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị nếu không ngại, nếu là một người Việt Nam yêu nước mà đã trưng cầu dân ý cho Tổng thống Đào Minh Quân, thì quý vị làm ơn viết cái tên tuổi của mình, tên họ của mình, số căn cước. Ít nhất là như vậy thì Trinh cũng có thể là trả lời cho quý vị những cái điều mà Trinh biết và nằm trong cái khả năng của Trinh. Còn nếu như những cái điều gì có liên quan đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, đến cá nhân của ngài Tổng thống Đào Minh Quân, thì tốt nhất các bạn ghi cái bí danh của mình, số căn cước của mình mà đã trưng cầu dân ý cho chính phủ, tên tuổi, và gửi vào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để được trả lời. Vì nếu như mà các vị hỏi Trinh ở trên cái cộng đồng mạng Facebook đó, thì thật sự nếu mà Trinh đi trả lời hết tất cả những cái thắc mắc của quý vị đó, thì Trinh sẽ là một người thất trách về cái bổn phận trách nhiệm của mình là lên live stream để truyền tải những cái thông tin của chính phủ, chỉ dẫn cho người dân cách trưng cầu dân ý. Đó là những cái trách nhiệm chính của Trinh và của một vài đồng nhiệm cùng với Trinh. Ví dụ như là đại biểu Pha Lê, đại biểu Kim Quỳnh, hoặc là đại biểu Kim Lan, vân vân. Và trong những ngày tháng sắp tới đây, như chúng ta đã biết, trong cái công cuộc đấu tranh này, chúng ta đã trải qua 3 năm học tập. Cái thời gian mà chúng ta vào chính phủ để được học tập đó, thì nói cho cùng chỉ có những cái thời gian gọi là nó quá ít ỏi, nó quá ít ỏi để mà mình học hết tất cả những cái điều mà Tổng thống Đào Minh Quân chỉ dạy, hoặc là rất ít để mà chúng ta hòa nhập vào, làm quen với cái gọi là trật tự có trên có dưới, có chức lớn chức nhỏ, và có những cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta để mà chúng ta làm cho nó đúng với cái nề nếp, cái lề lối của một chính phủ. Vì chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa và ngài Tổng thống Đào Minh Quân đang lưu vong tại hải ngoại, vẫn còn là lâm thời trong vài cái bộ ngành nào đó vẫn chưa có thực sự là hoàn chỉnh. Vì một chính phủ thì trong các bộ ngành của chính phủ có rất là nhiều, và những cái thành viên đồng nhiệm trong chính phủ thì cũng chưa có đủ để đảm nhiệm những chức vụ, những cái gọi là đảm nhận về bộ ngành của mình. Cho nên chúng ta là những người yêu nước và hiểu thấu sự việc, thì xin quý vị, anh chị em, cô chú bác cũng xin thông cảm cho chúng tôi, mọi những người mà đã cùng với chính phủ đấu tranh trong 3 năm nay, thì thực chất chúng tôi có những cái việc mà cuộc sống của chúng tôi nữa, và mỗi người thì chúng ta có ở mỗi nước khác nhau, chứ chúng ta chưa có thực sự trở về nước để mà tổ chức những cái bộ ngành, rồi có người chỉ huy, rồi có những cái cấp nhỏ, cấp lớn, nó theo trình tự, và cái số lượng cũng vậy, chúng ta rất là eo hẹp, có nghĩa là rất là hạn chế. Rồi một phần thì số trưng cầu dân ý cũng rất là nhiều,
những cái công việc mà chúng tôi cần phải làm giúp chính phủ nó vô cùng là nhiều. Mà chúng ta thực sự đó, nói nhiều đó thì nhiều thật, nhưng mà tại vì chúng ta không có đủ nhân sự và thời gian để làm, thì thay vì quý anh chị em cô chú bác là những người thực sự yêu nước, đã trưng cầu dân ý, có cái khả năng, có những cái kinh nghiệm nào đó, thì thay vì quý anh chị em cô chú bác giúp đỡ chúng tôi, thực sự chúng tôi cũng chỉ là những người dân như quý anh chị em cô chú bác mà thôi. Nhưng vì cái sự nghiệp của dân tộc Việt Nam, cái đại cuộc mà chúng tôi trở thành những người chiến sĩ bất đắc dĩ, và cũng có thể nói là những người chiến sĩ vô danh ở trên cộng đồng mạng này, chúng ta ra mặt, chúng ta đấu tranh cho đất nước, quê hương, dân tộc, thì đã thấy là chúng ta có một cái bước tiến mới, một cái gọi là can đảm hơn người khác. Triệu Thị Trinh, quý đồng nhiệm, anh chị em, cô chú bác ở trong chính phủ Đề Tam Việt Nam Cộng Hòa, có những cái sự việc mà mình phải dấn thân vào, phải ra mặt. Nếu như chúng ta không ra mặt thì ai là người ra mặt để truyền tải thông tin của chính phủ, để nói cho người dân biết về những điều mà chính phủ sắp sửa làm, giải thích cho người dân được biết vì sao mà Tổng thống Đào Minh Quân trọng dụng hết tất cả những người từ mọi tầng lớp trong những cái thời gian đầu tiên, để chúng ta gần gũi với người dân hơn và nói về chính phủ bằng một cách gọi là công tâm và rất là gọi là chính trực, bằng cái sự suy nghĩ của chính chúng ta, chứ không phải do ai thúc giục hay là thúc đẩy chúng ta cả, hoặc không vì một cái áp lực nào bên ngoài, mà chúng ta chỉ làm vì cái tâm của mình là một người Việt Nam có những cái điều kiện để cùng chính phủ truyền tải thông tin đến cho người dân. Quý anh chị em cô chú bác, thật sự nếu như là người dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì Trinh tin rằng quý anh chị em cô chú bác cũng có một cái tấm lòng cương trực và gọi là quật cường quật khởi, hay là một cái tấm lòng như là tự tôn dân tộc. Cho nên chúng ta không chịu nổi mà đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng. Chúng ta bắt buộc phải lên tiếng, chúng ta bắt buộc phải đấu tranh. Ngày hôm nay và những năm vừa rồi là những bước tiến đầu tiên của chúng ta thôi. Và tiếp theo đó là những thành viên đại biểu trong chính phủ phải chịu một cái kỷ luật gọi là gắt gao hơn nữa. Vì sao thì quý vị cũng đã hiểu. Những người mà 3 năm, 4 năm đã theo với chính phủ Đề Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã được vào phòng FCC, được nghe Tổng thống huấn từ những cái bài học, những cái điều mà ở trong quá khứ chúng ta chưa từng được biết, hoặc giả chúng ta chỉ biết qua loa mà thôi. Mà sau khi chúng ta đã được Ngài Tổng thống Đào Minh Quân gọi là huấn luyện, đào tạo qua những cái bài học căn bản, qua thập bát thức, qua 7 bài học chân chính để làm người, thì ở trong đó Tổng thống Đào Minh Quân và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cũng để cho chúng ta có một cái tự do, nghĩa là tự do huấn luyện cho chính mình, có nghĩa là tự mình có ý thức để mà nhận biết được đúng sai, thiện ác, chính tà. Ngài Tổng thống Đào Minh Quân còn phải làm nhiều việc rất là trọng đại, lớn lao. Ngài còn phải đi gặp các cái những người mà trong cái nội các của Tổng thống Donald Trump, những người mà có cái chức vụ cao trọng
để mà Ngài cùng với những người đó bàn luận về cái chính sách đường lối làm thế nào để giải thể Cộng sản Việt Nam và Cộng sản thế giới, giúp cho đất nước Việt Nam và cũng giúp cho thế giới này thoát cái họa mà do Cộng sản đã gây ra. Như chúng ta đã thấy, dịch virus corona và những cái tiến trình đường tơ lụa, đường những cái vành đai và những cái đường mà xuyên quốc gia đó, gọi là con đường tơ lụa của Trung Cộng, nó đã làm thiệt hại, làm tê liệt biết bao nhiêu cái đất nước mà Tàu Cộng đã đi qua. Ở trong đó có nước Pháp cũng chịu ảnh hưởng trầm trọng. Nước Đức, nước Anh, nước Ý và Hoa Kỳ cũng vậy. Rồi những cái nước khác như là nước nước ở Phi Châu, các nước ở Phi Châu và ở những cái nước mà Á Rập đó, thì họ cũng chịu cái ảnh hưởng rất là lớn đối với Trung Cộng. Vì Trung Cộng họ bỏ tiền ra bằng mọi giá để mà họ thâu tóm cái thị trường của các nước, để rồi họ làm bá chủ hoàn cầu. Nhưng mà không may cho họ là cái âm mưu của họ đã bị thế giới nhìn ra. Vì cái dịch virus corona này, tất cả chúng ta trên toàn thế giới đều bị ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng và thiệt hại rất nhiều. Cho nên họ đã nhìn ra cái âm mưu thâm độc của Trung Cộng. Nó cũng hơi trễ, nhưng còn hơn là họ không bao giờ nhìn thấy được. Cho nên thì họ mới cùng với nhau, họ bàn luận cùng với Hoa Kỳ để làm thế nào mà bắt Trung Cộng phải bồi thường, hoặc giả là bắt Trung Cộng phải ngừng ngay những cái âm mưu thâm độc này. Và sắp tới đây cũng có thể là Trung Cộng phải trả một cái giá rất là đắt trên những cái đơn kiện của các nước mà họ đã bị thiệt hại. Như chúng ta cũng đã biết là các nước họ cũng đang tiến hành những cái đơn kiện, cái nhà cầm quyền Tàu Cộng ra trước tòa án quốc tế để đòi Tàu Cộng bồi thường những cái thiệt hại mà đất nước của họ đã bị thiệt hại. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta cũng đã thấy lòng trời cũng đã gọi là giận dữ. Ơn trên cũng đã nhìn thấy cái sự mà ác độc của Trung Cộng. Cho nên họ đã gọi là tạo ra những cái thiên tai, gọi là thiên nhiên đó, thiên nhiên đó thì mẹ thiên nhiên đã tạo ra những cái vũ khí này để mà tiêu diệt những kẻ ác ôn. Nhân quả sẽ nói cho chúng ta biết, thời gian thì cũng sẽ cho Trung Cộng họ biết được cái việc làm của họ là không có đúng đắn. Và người dân cũng sẽ nhìn thấy, người dân Trung Cộng ở trong đất nước Trung Cộng Trung Hoa đó, họ cũng sẽ thấy và họ cũng sẽ đứng lên để mà lật đổ cái tà quyền Cộng sản Trung Cộng. Giống như những người Việt Nam của chúng ta cũng vậy, cũng sẽ trưng cầu dân ý để mà triệt hạ tà quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thì những cái câu hỏi của quý vị đó thì Trinh cũng đã nói, thì bây giờ Trinh cũng xin mạn phép để đọc một cái bài viết của một vị mà thực sự thì những cái bài viết của vị này rất là hay, cũng có thể đánh giá là một vị cao nhân. Đối với Trinh thì người này là một vị cao nhân ẩn danh, mình chưa biết cái người này là ai, nhưng những bài viết của người này đó trên cái cộng đồng mạng Facebook thì vô cùng chính xác, nói về cái đời sống con người và những cái triết lý trong cái công cuộc này. Những cái người mà họ có những cái tính khác biệt, con người với nhau có những tính khác biệt như thế nào, thì cái vị này
cũng đã viết và giải thích rất là rõ ràng. Mà trong cái bài viết của vị này đó, nó có một cái điểm mà Trinh rất là gọi là ưng ý đó, có gọi là mình rất là thán phục, là những cái bài viết đều có những cái ý nghĩa là răn đe, có nghĩa là răn dạy hay là khuyên nhủ. Nói khuyên nhủ thì đúng hơn, bởi vì mình không biết cái vị này là ai. Nhưng mà hôm nay thì Trinh xin mạn phép để đọc một bài mà do vị này đã viết và post lên trên cái trang Facebook của vị đó, và nói về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, và mỗi con người của chúng ta cần hiểu như thế nào, cần làm gì để mà giúp đỡ cho công cuộc này. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần lưu ý hiện nay. Bởi vì nếu như không có những cái lời khuyên giải mà của các bậc cao nhân, thì đối với chúng ta là những người rất ư là bình thường. Ví dụ như Trinh đây cũng vậy. Nếu Trinh không được đọc những cái bài viết hay, không ngẫm nghiệm lại những cái lời mà những cái vị tiền bối hay những vị cao nhân đã chỉ dẫn, thì thật sự mà mình cũng khó bề mà nhận biết được đường lối nào để chúng ta đi, ánh sáng nào sẽ đưa chúng ta đến cái chân lý. Đôi lúc chúng ta tưởng rằng chúng ta đã đi đúng đường, chúng ta nghĩ như vậy là đã đúng rồi, chúng ta nói như vậy là đã đúng rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta không học hỏi, không ngẫm nghiệm để suy nghĩ xem thực sự chúng ta đã đi đúng đường hay chưa, thì đây là một cái bài viết mà Trinh cảm thấy là rất phù hợp trong cái thời điểm này, để đọc lên cho quý anh chị em, cô chú bác cùng nghe và cùng ngẫm nghiệm xem có đúng là chúng ta đang gọi là dùng cái tôi của mình để đấu tranh hay không. Và chúng ta không có vì một cái tập thể, chúng ta không có vì một cái quốc gia dân tộc, mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đã vì quốc gia dân tộc, chúng ta đã là những người chân chính, chính nghĩa. Thì thử xem, chúng ta sẽ nghe cái bài này để chúng ta ngẫm nghiệm nhé. Thì nếu mà quý vị không có cảm nhận được đó, thì nhiều không nhiều thì ít thôi, chứ cũng không có thể nào mà chúng ta không học được những cái hay của người khác đâu. Ở chúng ta sẽ có những cái điều đúng và cũng có những cái điều sai, ở người khác thì cũng sẽ có những cái điều rất là hay để chúng ta cần phải học. Những cái sai của họ thì mình đừng có học, mình sẽ học những cái điều tốt và những cái điều mà họ viết lên trên cái trang của họ, để mà mình đọc, để mình xem có chỗ nào hay để mình học hỏi. Đây là cái bài viết của một vị tên là Tâm Hành. Kính thưa đồng bào. Không, thì bài này thì không phải là một bài viết của vị đó, mà vị đó đã tải lên thôi. Đây, Trinh nói lại nha. Cái bài viết này thì là không, hình như là không phải bài viết của vị đó. Kính thưa đồng bào, quý vị, các bạn và anh chị em thân mến. Như tôi đã từng trình bày nhiều lần, cho dù website, Facebook, email là thế giới ảo, nhưng người sử dụng và tấm lòng của chúng ta là thật. Hình như đây là cái bài viết của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Do đó, rất mong quý vị, các bạn và anh chị em biến cái thế giới ảo này thành hiện thực, có sức mạnh đầy hiệu năng của quần chúng, giúp chuyển tải, truyền bá chính nghĩa dân tộc, kêu gọi nhau tham gia, hỗ trợ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để mau chóng hoàn thành sứ mạng
lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chính phủ chỉ là đôi giày của toàn dân mà thôi. Đôi giày của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cũ, đã mòn, lại thối tha, rách nát. Còn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là đôi giày mới mà quý vị và mọi người nên thử. Nhờ sự cưu mang giúp đỡ của nhân dân và ba đời Tổng thống Hoa Kỳ, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đang thực hiện diễn tiến hòa bình một cách ôn hòa nhằm giải thể toàn bộ các cơ chế gian manh, ma mị, độc ác do Đảng Cộng sản Việt Nam nặng ra, không cho bọn hèn với giặc, tàu, ác với dân Việt Nam, tham quan, ô lại này tiếp tục thống trị nước ta, đúng như Cộng sản Việt Nam lo sợ nhưng sẽ không tránh thoát. Các cơ quan của Cộng sản Việt Nam như công an, tòa án, thuế vụ, viện kiểm soát nhân dân, quốc hội v.v., kể cả cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kia, chỉ có tên gọi bề ngoài, thực chất là hình nộm tay sai của Đảng Cộng sản Việt Nam nô lệ tàu cộng, không đủ tư cách để xét xử, khống chế, sai khiến, đè đầu dân Việt Nam chúng ta. Cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Cộng sản dựng ra là của Cộng sản, làm tay sai cho Cộng sản. Còn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do đồng bào trong ba thế hệ Việt Nam khai sinh là của người Việt, phục vụ cho dân Việt, là công cụ của toàn dân. Do đó, dù trong hay ngoài nước và bất cứ nơi nào trên toàn thế giới, bao gồm mọi thành phần xã hội, không phân biệt giai cấp, đẳng cấp, nếu ý thức được rằng Cộng sản là quả của dân tộc, là giặc tàu xâm lược, là đại họa, là đại nạn của cả nước, thì tất cả đều phải đồng lòng hậu thuẫn, tham gia với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để giúp dân cứu nước. Thủ tướng chỉ là trọng nhiệm để đứng mũi chịu sào, đương đầu với giặc. Ai có khả năng cứ thay tôi gánh vác, để công cuộc lãnh đạo đất nước được trao lại cho một thế hệ trẻ trung, tài đức hơn. Tôi không làm chính trị, chỉ mong tận hiến cho toàn dân một cuộc cách mạng tâm trị, cố tránh cho đất nước không thương tổn, mong cứu sinh linh thoát lầm than đổ máu vì họa chiến tranh. Ai nuôi tham vọng sẽ tự diệt mình trong thế tục. Mong quý vị và các bạn hiểu cho rằng chính phủ Hoa Kỳ giàu mạnh, những vị tổng thống của họ có đầy đủ mọi phương tiện, tài chánh dồi dào, nhân lực vô số. Còn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì vật chất giới hạn, nhân sự tạm thời. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào lòng ái quốc chân chính sẽ đưa tất cả chúng ta đến với nhau, và đều không sợ, không ngại khi phải đương đầu với bất kỳ một kẻ thù chung nào của dân tộc. Truyền thống và lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng chúng ta tuy hiếu hòa nhân ái nhưng không hèn, không nhục, luôn anh dũng bất khuất đứng lên đánh bại bất kỳ thế lực hung ác nào có tham vọng xâm lăng, muốn thống trị nước ta. Tôi chỉ có một tấm lòng, mà nhân tài Việt Nam thì vô số. Quyết định thắng hay bại lần này là giữa chính và tà, giữa sự thật và dối trá, giữa hữu thần và vô thần, giữa tình thương và tội ác, giữa những người yêu nước và cộng sản bán nước. Chúng ta sẽ dẹp họa cộng sản trên quê hương không khó, vì thế giới đã biết được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kia chỉ là bức bình phong
cho Đảng Cộng sản Việt Nam tay sai tàu cộng dựng ra. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp đón những tên Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Bình Minh, vân vân, vì chúng đang mang danh xưng là đại diện cho đất nước Việt Nam và đang cầm giữ sinh mạng của đồng bào Việt Nam chúng ta trong tay. Nhưng để giúp đỡ chúng ta, Liên Hiệp Quốc đã mau lẹ cho Cộng sản Việt Nam ký công ước chống tra tấn, hành hạ nhân phẩm người dân, và đồng thời họ cũng cho Cộng sản Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền để tiện theo dõi, kiểm soát các hành động phi pháp của chúng. Cộng sản Việt Nam hiện không có dễ dàng điều động các lực lượng quân đội nhân dân như trước, vì số đông anh chị em này đã ý thức được họa mất nước, nên muốn đứng về phía chính nghĩa dân tộc, muốn làm đồng minh với Hoa Kỳ và các nước dân chủ tự do, chứ không chịu tiếp tục cúi đầu làm tôi mọi cho lệnh trên. Là bọn tay sai giặc tàu cộng xâm lược, hống hách. Do đó, nếu chúng ta biết liên kết làm việc, có sách lược và thống nhất lãnh đạo, không hành động đơn phương, thì tâm nguyện và công cuộc giúp dân cứu nước, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân mới thành công. Phải nhớ rằng Cộng sản Việt Nam không do toàn dân bầu lên, không phải là chính quyền, mà là tà quyền tay sai tàu cộng, là một đảng cướp lớn, có tay chân bộ hạ ác ôn côn đồ, đội lớp công an để giết chóc, đánh đập, trấn áp dân lành. Nhưng chúng có khí giới và đầy đủ thủ đoạn gian trá, nên ai hoạt động đấu tranh đơn lẻ sẽ dễ bị trù dập, thiệt thòi, mà quốc tế và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời khó can thiệp giúp đỡ. Con người quan trọng trong vũ trụ nên có nhân quyền. Dân là chủ của đất nước nên phải có dân chủ và phải có nhân quyền. Nếu chưa có, phải tranh đấu bằng mọi cách cho có. Hoạt động cứu nước Việt Nam phải do dân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chủ động. Tất cả các quốc gia yêu chuộng công lý và hòa bình có bổn phận tiếp trợ mạnh mẽ và sẽ tham dự khi có yêu cầu của chúng ta. Vì vậy, anh chị em nên hành động khôn ngoan và thống nhất cho đến khi Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam. Một, biết hay thấy một người bị bắt, bị bách hại, phải khua động cho mọi người chung quanh để tiếp ứng, cứu nguy ngay, rồi tìm mọi cách loan truyền khắp nơi. Hai, tìm cách chụp hình, lấy tin tức, tên tuổi của những công an tội ác, gửi lên mạng làm bằng chứng truy tố, trừng trị chúng sau này. Ba, tận dụng thế giới ảo là cell phone để mau lẹ thông tin, hỗ trợ, giúp đỡ nhau. 4. Loan tải và truyền miệng cho nhau. Loan tải và truyền miệng cho người dân biết sự hiện diện và các hoạt động của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. 5. Tạm thời tự bầu ra những vị thường xuyên lên mạng làm người chỉ huy, liên lạc và sẽ được chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bổ nhiệm chính thức. Ai cố tình hoạt động riêng rẽ, làm sai trái thì kẻ đó có thể là Cộng sản Việt Nam trá hình, xâm nhập vào gây ngộ nhận và chia rẽ chúng ta. Nguyên tắc và sách lược diễn tiến hòa bình của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. 1. Phối hợp với tất cả các cá nhân hay lực lượng muốn giúp dân cứu nước. 2. Kêu gọi Cộng sản ly khai. 3. Vận động quốc tế yểm trợ. 4. Thiết lập hồ sơ truy tố các tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. 5. Dùng luật pháp để tịch thu tài sản phi pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam. 6. Tiến hành chương trình Tân Dân Chủ
để từng bước giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam một cách ôn hòa và trật tự. Ngày tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam trên quê hương của chúng ta phải đến. Những thành công nhanh hay chậm cũng là do toàn dân quyết định. Hãy sáng suốt, mạnh mẽ tham gia, ủng hộ, cộng tác với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đừng quên, anh chị em giang hồ có nghĩa khí, không ai làm tay sai cho bọn Cộng sản Việt Nam. Chỉ có du đảng, côn đồ đang được Cộng sản Việt Nam cho mặc sắc phục công an để tấn công đồng bào Việt Nam, nên người dân có quyền tự vệ chính đáng. Chủ không sợ chó, vì chó dữ cũng không dám cắn chủ. Là người nuôi và cho nó ăn. Người Việt hải ngoại nuôi Cộng sản Việt Nam trên 10 tỷ đô la một năm là chủ của Cộng sản Việt Nam. Chó nào cắn chủ là chó điên. Ai lên mạng nói bậy là chó hoang. Không cần phải tranh chấp. Dùng khẩu hiệu lấy lại đất tổ không làm khổ dân, hay bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt để đấu tranh, sẽ không vi phạm pháp luật. Mong quý vị, các bạn và anh chị em luôn trau dồi trí tuệ và rèn luyện thể lực khỏe mạnh. Chúc mọi người luôn được sức khỏe, bằng an và thành công. Thân mến! Dân chúng sợ lây bệnh cùi hủi nên tránh. Người Việt ra hải ngoại vì sợ lây bệnh gian ác của Cộng sản Việt Nam. Người Việt nơi xứ người ở với tư bản bóc lột trong mặt kép, không phải quê hương mình, phải học ngoại ngữ, nhưng chỉ cần vài năm là ổn định và có tiền giúp thân nhân tại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam chiếm miền Bắc 30 năm mà dân vẫn đói, chỉ có chúng là no tròn béo mập. Cộng sản Việt Nam chiếm miền Bắc 30 năm mà vẫn đói, chỉ có chúng là no tròn béo mập. Cộng sản Việt Nam điều hành cả nước gần 40 năm qua mà vẫn nghèo, vẫn thiếu ăn, thiếu học. Chỉ có bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam là tiền muôn bạc triệu. Đó là một cái bài viết của một vị đã đăng tải, và cái vị này thì đã post lên trên trang nhà của mình. Ở đây thì Trinh thấy cái ngày là 30 tháng 4 2017. Thì không biết là cái bài viết này là từ lúc nào nha quý anh chị. Đây là Trinh đính chính nha, cho nên Trinh cũng đọc thôi, chứ Trinh cũng không biết cái bài viết này là của một vị nào viết đây. Thì có ghi là ngày 30 tháng 4 2017. Đó, thì là như vậy. Thì cái bài viết này á, dạ, thì thật ra thì cũng nói về cái công cuộc đấu tranh của chúng ta. Mỗi người thì nên có những cái đoàn kết lại, phải có một cái người gọi là đứng ra, gọi là làm cái người đứng đầu trong một cái nhóm chẳng hạn, hay là một cái tổ chức hội đoàn nào đó, để chúng ta có cái người gọi là đứng ra lãnh đạo. Chứ đừng có riêng rẽ rồi chạy tới chạy lui, vào diễn đàn này, vào diễn đàn kia, rồi mình vô tình đó, mình đi vào cái nơi mà Cộng sản nó đã sắp đặt sẵn rồi đó. Cộng sản nó đã sắp đặt sẵn cho chúng ta rồi á. Những người mà chúng ta chỉ lên rồi chỉ cái cá nhân của mình thôi đó, thì có thể là chúng ta sẽ bị dẫn dụ. Có thể là chúng ta sẽ bị dẫn dụ rồi đi vào gọi là cái hội đoàn tổ chức ma của Cộng sản thì không hay. Còn Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đó, như là chúng ta đã biết, khi mà chúng ta tham gia vào chính phủ thì đã có những cái khẩu hiệu và những cái chiến lược như là Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Đó, thì như vậy thì chúng ta cũng không có ngại gì là những người Cộng sản họ đã quay đầu lại với quê hương đất nước. Họ đạp mặt Hồ Chí Minh, họ làm những cái lý lịch để mà gửi vào cho chính phủ
để tham gia chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ cái chiến lược của chúng ta thì đã hiểu quá rõ ràng, nếu như một chính phủ, trên nói ví dụ nha, trên nói ví dụ như là các hội đoàn tổ chức khác đó, thì bây giờ đã ra để mà chống cộng sản, hoặc là đã thành lập ra một cái hội đoàn, một cái tổ chức nào đó, lấy một cái tên gọi nào đó, nhưng mà quý vị không không có đủ gọi là cái chính danh hợp pháp để mà đối đầu với Cộng sản Việt Nam thì làm sao đây? Thì chúng ta chỉ là những cái nhóm nhỏ mà thôi, những cái nhóm nhỏ mà thôi, hoặc giả chúng ta chỉ gọi là đánh đánh lén thôi, đánh lén Cộng sản Việt Nam, hoặc là kêu gọi người dân xuống đường, rồi tạo ra những cái tiếng vang gọi là nho nhỏ, chứ chúng ta cũng không có thể nào mà lật đổ được tà quyền Cộng sản Việt Nam. Vì 45 năm Cộng sản Việt Nam đã cướp đất nước của chúng ta ở cả hai miền, cả ba miền Bắc Trung Nam. Thì bây giờ nếu mà chính phủ của chúng ta đó ra cái chiến lược là trưng cầu dân ý và cứu cánh là Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, thì như vậy nó rất là hợp thời và hợp với lòng dân. Và cũng như vậy nó cũng kêu gọi được một số người Cộng sản Việt Nam mà họ đã nhìn thấy cái sự lệ thuộc của Cộng sản với đối với Trung Cộng, thì họ sẽ quay đầu trở về với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Họ bỏ cái đảng Cộng sản đi và họ theo chính nghĩa của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thì lần lần họ sẽ trở thành một người Việt Nam chân chính. Chứ không có thể nào mà chúng ta một cái hội đoàn nhỏ, một cái tổ chức nhỏ hoặc một cái cá nhân nào đó có thể làm ra những cái hiệu ứng mạnh để thay đổi được một cái xã hội hoặc là lật đổ được đảng Cộng sản Việt Nam. Mà Trinh cũng lấy một cái ví dụ nữa, nếu như mà một cái tổ chức hội đoàn nào đó có cái số người tham gia cũng khá đông, ví dụ như một cái tổ chức nào đó mà bây giờ Hoa Kỳ họ nói là bây giờ phải cùng với những người ở điều hành ở trong đất nước á, là Cộng sản Việt Nam, thì họ mới có thể đưa cái hội đoàn đó trở về Việt Nam. Thì liệu các vị nghĩ như thế nào? Các vị nói không cũng không được, mà nói ok cũng không được. Vì sao? Như là quý vị đồng ý với Hoa Kỳ để trở về mà bắt tay với Cộng sản thì cũng không được. Có nghĩa là đằng nào cũng không được. Thì như làm thế nào bây giờ? Trinh chỉ hỏi quý vị một điều như vậy mà thôi. Còn bây giờ chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã ra cái chiến lược là Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt, là người Cộng sản quay đầu về với chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa bỏ Cộng sản, có nghĩa là bỏ Cộng sản từ từ. Những người này là cá nhân họ đã bỏ hẳn Cộng sản qua những cái lá phiếu trưng cầu dân ý, qua những cái đạp mặt Hồ Chí Minh, và lý lịch của họ đã ghi rõ ràng là họ không chấp nhận đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên dù như thế nào, dù là cái quá khứ của họ, họ là Cộng sản, nhưng mà họ đã quay đầu về với dân tộc, quốc gia của chúng ta thì phải chấp nhận mà thôi. Chứ chúng ta cũng không thể nào giết hết tất cả những người sống chung với Cộng sản, và họ đã làm việc với Cộng sản, và họ đã từng là đảng viên, đoàn viên của Cộng sản. Nha quý vị, chỉ còn một cách tâm trị mà thôi. Tâm trị là chúng ta tự chúng ta phải biết chúng ta là người Việt Nam và chúng ta phải đối xử với nhau như thế nào. Chúng ta không có dùng cái gọi là thù hận triền miên, thù hận chồng chất thù hận. Có những người Cộng sản họ thường gán ghép cho chúng ta là những người thù dai, hay là vì thù Cộng sản, vì thua trận nên mới kêu gọi lật đổ Cộng sản.
Thưa, không phải như vậy. Vì chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng sự thật và nó hiển hiện trước mắt chúng ta từ bao nhiêu năm nay, 45 năm nay rồi quý vị. Chứ chúng ta không nói về những ngày trước kia, chúng ta cũng không cần nói về những cái cuộc chiến trước đó. Mà những cái giới trẻ như chúng tôi đây cần phải biết về lịch sử của nước nhà là những việc gì, cộng sản bắt nguồn từ đâu cộng sản sinh ra, và từ khi mà đã cướp được miền Nam Việt Nam, cộng sản đối xử với người dân như thế nào, và từ khi mà đảng cộng sản miền Bắc, gọi là Bắc Việt đó, tiến chiếm miền Nam, thì họ đã theo cái chiêu bài của ai để mà ngày hôm nay sắp sửa đất nước Việt Nam trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng. Đó là những cái điểm chính mà chúng ta cần phải hiểu thấu đáo, để chúng ta cùng với nhau, hiệp lực cùng với nhau bảo tồn cái nội lực dân tộc quốc gia để chống lại xâm lược Tàu Cộng. Những người mà gọi là chống cộng cực đoan đó quý vị. Quý vị biết cái chữ chống cộng cực đoan với lại là giải thể cộng sản nó khác nhau chỗ nào? Những người mà chống cộng cực đoan đó khó mà vào chính phủ để ta Việt Nam Cộng Hòa lắm. Vì sao các vị có biết hay không? Vì chính phủ để ta Việt Nam Cộng Hòa là chủ đạo, gọi là nhân đạo tính, có nghĩa là tâm trị là bỏ, không có mình không có gọi là thù dai, có nghĩa là cuộc chiến đã qua thì đã qua, nhưng những cái hiện tại nhìn về đất nước quê hương dân tộc và nhìn về cái gọi là cái đấu tranh á, thì mình không thể nào tàn sát lẫn nhau để mà có được một cái sự vinh quang hay là một cái chiến thắng như là cộng sản đã từng làm. Chúng ta không thể nào làm được như vậy. Chúng ta không thể nào làm được như họ. Vì sao chúng ta không thể làm được? Ở thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã không làm được như vậy. Vì khi mà những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể nào nổ súng khi mà thấy một cái em nhỏ chỉ mới 14, 15 tuổi thôi mà ôm súng đi ra giữa chiến trường, rồi vô tình súng đạn đã làm cho những người đó chết, có nghĩa là những người cộng sản Bắc Việt đó, chết giữa chiến trường. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nhìn thấy những cái cảnh này và họ không thể nào chịu nổi. Họ không thể nào mà có cái tinh thần gọi là chiến đấu mà với những cái người bộ đội mà trẻ tuổi như vậy. Họ có cái lòng nhân đạo quý vị, nhân đạo tính. Cho nên từ đó chúng ta rút ra cái kinh nghiệm là hơn 45 năm nay, bây giờ cộng sản nó đã huấn luyện, nó đã nhồi nhét vào trong cái đầu óc của tuổi trẻ Việt Nam chúng ta những cái mà tuổi trẻ nó ngộ nhận là sự thật. Ví dụ như họ nhồi nhét vào cái đầu của tuổi trẻ là người lính Việt Nam Cộng Hòa là theo Mỹ, là bán nước, thì làm sao chúng ta phải từ từ để cho các em có cái thời gian tìm hiểu về lịch sử, về thể chế Việt Nam Cộng Hòa nhân đạo như thế nào. Chứ nếu như chúng ta chống cộng một cách cực đoan thì chúng ta sẽ tạo nên những cái thù hận chất chồng. Những người trẻ Việt Nam sẽ ngộ nhận và nói rằng cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng. Vì khi mà chúng ta gọi là có cái tính muốn bắn giết á, muốn sát hại lẫn nhau để mà có cái sự thành công đó, thì những người trẻ này họ sẽ cũng không có bao giờ tha thứ cho chúng ta đâu. Họ sẽ cũng gọi là chống trả rất là quyết liệt. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta lại làm ra một cuộc chiến đẫm máu nữa hay sao? Chúng ta không thể nào làm được cái điều đó. Cho nên Tổng thống Đặng Quân, ông đã nhìn thấy được rất là xa. Ông đã đề ra cái chiến lược gọi là
trưng cầu dân ý, kêu gọi những người cộng sản trở về với quốc gia dân tộc bằng cách đạp mặt Hồ Chí Minh và trưng cầu dân ý để tham gia vào chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đương nhiên, giữa chúng ta, những người thành phần mà trong cái gia đình chúng ta thôi, Trinh nói, gọi là cũng có những cái sự bất đồng, bất hòa, những cái tánh tình cũng không có thể nào mà giống nhau hoàn toàn cho được. Đôi lúc chúng ta cũng phạm phải những cái sai lầm, anh chị em của chúng ta cũng có khi cũng không làm vừa lòng chúng ta nữa. Và ngay cả những người con trong một gia đình, cha mẹ dạy thì dạy những cái điều hay lẽ phải, những cái điều tốt, nhưng mà đứa con đó, nó có thật sự gọi là chấp hành hay là nó nghe lời mẹ cha một cách tuyệt đối hay không? Và trong những cái điều kiện giống như là một người con đó đi ra đường thì gặp những cái người mà họ chửi mắng, họ mạ lị cha mẹ của mình, họ chửi mắng, họ mạ lị chính mình, thì những người đó họ không có gọi là một cái nhẫn nại, họ có cái tính của họ là nóng nảy thì họ phản bác trở lại, thì chúng ta cũng nên cho họ một cái lý do nào đó, vì chúng ta nói như thế nào thì người ta phản ứng trở lại. Nhưng mà bên cạnh đó thì thật ra thì cái sai lầm của tất cả chúng ta là không chịu tha thứ cho nhau. Cái sai lầm của chúng ta là không chịu tha thứ cho nhau và không chịu nhường nhịn lẫn nhau. Thì bây giờ Trinh cũng nói, trong cái công cuộc này, nếu như mỗi người một ý, mỗi người một tiếng nói, mà ai cũng muốn được phần hơn của mình, thì làm sao chúng ta có thể hợp sức lại với nhau để thành một khối sức mạnh chống lại với tà quyền Cộng sản Việt Nam đây hả quý vị? Chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã gặp rất là nhiều những cái đối thủ Tàu Cộng, Cộng sản Việt Nam và những cái người mà phá hoại, gọi là mang danh là người hải ngoại, mang danh là những người làm truyền thông, nhưng mà họ đã ngầm gọi là đánh vào chính phủ một cách gọi là gián tiếp hay là trực tiếp cũng có, trực tiếp cũng có, gián tiếp cũng có. Nói như cái tiếng nói của họ không quan trọng là không đúng, mỗi người một tiếng nói mà nhiều người như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng. Những người mà ủng hộ cho chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, họ hiểu rõ cái chiến lược của chính phủ, họ cũng không cần lên tiếng, họ âm thầm ủng hộ một lá phiếu trưng cầu dân ý. Vì đa phần thì những người đó cũng đang ở trong đất nước Việt Nam quý anh chị, cho nên họ không có thể nào lên tiếng cho được. Bây giờ nếu như mà Trinh muốn gặp một cái người nào đó mà ủng hộ chính phủ để hỏi về cái sự suy nghĩ của người đó với chính phủ, thì họ sẽ nói một cách công tâm. Nhưng vấn đề ở đây đó là Trinh không muốn gây ra những cái ngộ nhận, có nghĩa là những cái xích mích giữa người dân với lại những đồng nhiệm thành viên trong chính phủ. Khi mà một người nào đó lên diễn đàn của Trinh chia sẻ, thì Trinh sẽ có thể yêu cầu là dùng những cái lời lẽ nhã nhặn, không dùng những lời thô tục. Đó là cái yêu cầu đầu tiên của Trinh, để mà cho chúng ta khỏi có bị cái kích động, chúng ta khỏi có kích động người khác. Những cái lời lẽ của những thành viên đồng nhiệm trong chính phủ, đôi lúc có những câu chữ mà quý vị không đồng ý, những người dân gọi là mổ xẻ, nhưng xin quý vị hãy nghĩ cho một điều, chúng tôi tuy thân là đồng nhiệm thành viên đại biểu của chính phủ, nhưng tự thân của chúng ta cũng là người dân
xuất thân từ những người dân mà thôi. Chúng ta không có qua một trường lớp chính trị nào cả. Chúng ta không có vì một cái đồng lương hay là vì một cái quyền lợi nào cả trong chính phủ để mà làm những cái việc này phục vụ cho ai. Mà chúng ta đang phục vụ cho công cuộc giải cứu đất nước nói chung. Trinh đâu có phải làm việc cho Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Trinh không có phải làm việc cho cá nhân của Trinh. Mà Trinh đang nói cái tiếng nói cho tất cả những người dân. Và Trinh cũng biết rằng đôi lúc cái lời nói của mình nó không có chỉnh chu. Nó chưa có thể nào chỉnh chu hoàn toàn. Chúng ta có thể nào nói chuyện ngày này qua ngày nọ mà chúng ta không có sơ sót không quý anh chị? Cho nên những cái sai sót đó chúng ta hãy cho nó vào một cái không có đáng kể, một cái lỗi lầm nho nhỏ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đi. Cái quan trọng là mỗi người phải ý thức được, chúng ta ý thức được chúng ta đang là một gọi là thực thể, một cái thực thể mà cất lên tiếng nói ủng hộ cho một chính phủ để giải thể được cả một tà quyền cộng sản gian ác, gian manh. Chúng ta có đủ cái gian ác, gian manh như Cộng sản Việt Nam hay không? Chúng ta có đủ những cái mánh khóe như Cộng sản Việt Nam hay không? Hay là Trung Cộng hay không? Dạ thưa không. Chúng ta chỉ có những lời nói mộc mạc, đôi khi nó không có chỉnh chu. Vì thực sự chúng ta không phải được đi học để làm những cái vấn đề này. Chúng ta không phải để đi học để mà ra để mà đấu tranh rồi được chức quyền, rồi được lương bổng như những người đã làm truyền thông trên các trang mạng xã hội, hay là họ làm truyền thông cho một cái đài báo nào đó, một cái báo đài nào đó. Họ bắt buộc phải qua trường lớp, tốt nghiệp, rồi họ ra để mà họ thực hành, rồi họ mới làm, rồi họ mới kiếm tiền. Còn chúng ta chỉ vì cái tấm lòng của mình và nói ra những cái điều mà chúng ta suy nghĩ để giúp ích cho công cuộc. Bây giờ cái điểm chính là chúng ta làm thế nào để giúp ích cho công cuộc. Hãy hạn chế bớt những cái điều mà chúng ta nói huyên thuyên để làm có thể làm ảnh hưởng đến công cuộc. Ngay cả những đồng nhiệm giới chức trong chính phủ cũng vậy. Ngay cả cái bản thân của Trinh cũng vậy. Ngày trước khi Trinh lên để mà nói chuyện trên Facebook thì chúng ta có những cái tự do, chúng ta có những cái gọi là thô thiển, không có những cái suy nghĩ là có trách nhiệm gì hết. Chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta nói những cái điều mà chúng ta nghĩ mà thôi. Nhưng mà ngày tháng hôm nay khi mà đã tham gia chính phủ, có một cái gọi là trách nhiệm, cái trách nhiệm của một người đã tham gia chính phủ, có trách nhiệm phải bảo vệ cái gọi là phải bảo vệ cái uy tín cho chính phủ, phải bảo vệ uy tín cho người lãnh đạo của mình. Thì trước hết mình muốn bảo vệ uy tín cho chính phủ, cho người lãnh đạo, thì mình phải cân nhắc cái lời ăn tiếng nói của mình. Mình phải biết kiềm hãm những cái điều nên nói và những cái điều không nên nói. Đó là những cái mà những người thành viên đại biểu của chính phủ bắt buộc phải đi vào một nề nếp và phải được gọi là gột bỏ những bớt những cái tính hư tật xấu của tự thân của mình. Cho nên nói để cô chú bác anh chị em mà đang ủng hộ cho chính phủ thông cảm, cảm thông cho những người đang
tiếp tay với chính phủ để làm những cái công việc sơ khai. Những cái ngày tháng mà sơ khai, chính phủ còn mới mẻ, mới sơ khai thôi, để sắp sửa trở về nước. Chúng ta đã có gì? Chúng ta chỉ mới thành lập để có những cái bộ ngành, để cho có chừa chỗ cho những người kế tiếp. Chúng ta chỉ giữ chỗ ở đó mà thôi. Trên chỉ là một cái người mà giữ cái trọng trách lên diễn đàn, livestream, chia sẻ thông tin của chính phủ, một người đại diện cho phụ nữ ở tại Pháp, để có thể khi mà có điều kiện, Trinh sẽ gặp những người phụ nữ khác và truyền tải thông tin và lấy cái danh xưng của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa để nói chuyện với họ. Ví dụ như Trinh sẽ nói tôi là người đã tham gia chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa 3 năm và hiện tại tôi đang có cái nhiệm vụ là đứng ra để là đại diện cho Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại Pháp. Như vậy thôi quý vị. Ở Pháp này quý vị biết có rất là nhiều người có ăn học cao, tài giỏi lắm. Nhưng mà tại sao họ chưa có dám ra mặt? Vì ở Pháp có rất nhiều cộng sản. Trinh không ngại, vẫn biết cái trình độ của mình nó có giới hạn, nhưng không ngại hy sinh để đứng ra mà nói lên cái tiếng nói của chính phủ. Một người đầu tiên đi đầu, có thể là họ không có giỏi, nhưng mà họ có cái lá gan quý vị. Có cái lá gan để rồi những người kế tiếp, những người ở ngoài sau tiến lên, những người phía sau tiến lên là những người có trình độ hơn. Có thể những người đi trước sẽ hy sinh. Họ không giỏi nhưng mà họ không ngại hy sinh. Đó là cái tinh thần dân tộc. Xin nói như vậy để quý vị thương. Đừng bắt bẻ từng câu từng chữ, làm đau lòng xót dạ cho những người mà có tấm lòng với quê hương đất nước. Đó là những cái suy nghĩ của một người ở xa quê hương. Và mong mỏi có những người trẻ có trình độ hơn chúng tôi, có kiến thức hơn chúng tôi, có khả năng hơn chúng tôi, sẽ lần lượt thay thế cho chúng tôi trong những cái điều hành những bộ cục ban ngành trong chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy cho nên chúng ta dùng tâm trí để cảm nhận được những cái tình thương đối với nhau, chứ hơn gì nhau cái lời nói quý vị. Chúng ta có hơn gì nhau cái lời nói. Có những kẻ họ có chức có quyền, có tài sản, nhưng mà khi mà họ thốt ra những lời mình nghe, nó vô cùng gọi là không có một cái tình cảm gì hết. Họ không có tình nghĩa gì hết đối với quê hương đất nước. Họ vô tình, họ bỏ mặt, họ phó mặt cho đất nước quê hương dân tộc. Vậy thì những người đó có dùng những cái tiền tài hay là những lời trao chuốt nào đó, nó có ảnh hưởng gì hay không cho cái công cuộc này? Bởi vì họ, tự thân của họ đã đứng ở ngoài vòng. Họ đã đứng ngoài vòng rồi quý vị. Họ không quan tâm. Họ không quan tâm đến đất nước còn hay mất. Cho nên những cái người mà đang quan tâm đến công cuộc này là những người thật sự mang mãnh một tâm sự vì đất nước của chúng ta đó. Thì qua đây thì Trinh cũng truyền tải những cái tâm sự của mình cho quý vị để mà cảm thông với nhau.
những người mà tuổi trẻ ở trong nước. Quý vị đang ngồi đó, chỉ thấy có đảng Cộng sản đang cai trị. Có những người sáng đi ra đường, đi kiếm việc làm, có công ăn việc làm, có tiền về để mà trang trải. Nhưng mà bên cạnh đó, xã hội Việt Nam của chúng ta biết bao nhiêu người khổ ải, khổ sở, không có được nằm bệnh viện khi mà bị bệnh. Tuổi trẻ Việt Nam không được đến trường. Nếu như quý vị đứng ngoài vòng mà của cái xã hội Việt Nam thì không nói chi, đằng này quý vị là những cái cá nhân, cá thể đang đứng chung trong một xã hội, mà cái xã hội Việt Nam nó biết bao nhiêu điều tệ nạn, tệ trạng mà quý vị làm ngơ hoặc là quý vị cười đùa trên cái sự đau khổ của người dân. Thì thử hỏi đất nước Việt Nam và con người Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành cái gì đây hả quý vị? Còn những điều Tổng thống Đào Minh Quân ông đã nói cho chúng ta được hiểu, nhưng mà liệu rằng tất cả mọi người có hiểu hay không? Ông nói ông không có quan trọng cái danh xưng. Ông nói ông không quan trọng cái danh xưng. Cho nên quý vị muốn gọi ông là Tổng thống Đào Minh Quân để đại diện cho một quốc gia dân tộc, đại diện cho người dân, để đối đầu với Tàu Cộng xâm lược, đối đầu với Cộng sản Việt Nam, kiện những tên ác ôn, trừng trị những tên bán nước hại dân. Thì các vị cứ việc kêu, các vị không tôn trọng, các vị không muốn kêu là Tổng thống Đào Minh Quân, hay là không muốn kêu là ngài, thì quyền tự do của các vị, có ai bắt buộc được các vị hay không? Đằng này các vị lại lên để mà các vị mỉa mai, tại sao phải kêu bằng ngài, tại sao phải này phải nọ. Dạ thưa, đó là quyền của các vị. Các vị muốn không gọi ngài là Đức Quốc Công, các vị có quyền không gọi. Người khác tôn trọng ngài và muốn gọi ngài là Đức Quốc Công thì họ có quyền gọi. Tại sao các vị có quyền gán ghép họ một tội danh nào đó, bán nước hay là tay sai của Tàu Cộng, Cộng sản, vân vân và vân vân. Các vị có quyền ngăn cản họ, ngăn cấm họ, không cho họ kêu này kêu nọ. Các vị lấy cái quyền gì? Ở đây cái quyền mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi những thành viên trong chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa phải là những người biết tôn trọng, gọi là những người mà cấp trên của mình. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, ngài Tổng thống Đào Minh Quân, thì không có ai có quyền bắt chúng tôi phải không có kêu, hoặc là nói là nếu mà chúng tôi kêu thì sẽ quỷ kết bạn. Trinh xin thưa, nếu ai muốn quỷ kết bạn với Triệu Thị Trinh này, cứ tự nhiên. Vì chúng tôi đã vào một chính phủ, khi mà chúng tôi đã vào chính phủ, chúng ta đã vào một chính phủ phải có lề lối, nề nếp thì chúng ta mới làm được việc lớn. Thử hỏi 9 người 10 ý, nếu quý vị là một cái tổ ong đã vỡ thì như thế nào? Một đàn kiến đã không có trật tự thì làm sao mà chúng ta có cái đường đi về cho nó đúng đắn đây? Vậy quý vị muốn chúng tôi phải giống như quý vị hay sao? Nếu như chúng tôi phản kháng với người lãnh đạo của mình, mọi việc chúng tôi không có nhẫn nhịn, hoặc là chúng tôi không tự thân đi tìm hiểu
đúng sai, thiện ác chính tà. Thì chẳng lẽ chúng tôi lại đi theo các vị hay sao? Những người đại biểu đồng nhiệm thành viên trong chính phủ lại đi theo một cái người nào đó, không theo luật lệ lề lối của một chính phủ mà mình đã viết, tự mình đã viết những cái lá đơn tình nguyện đi vào chính phủ để được học hỏi, để được cống hiến cho người dân. Tôi chỉ hỏi quý vị một điều như vậy mà thôi. Còn những cái điều gì quý vị muốn suy nghĩ theo cái ý của quý vị thì quý vị có quyền, vì không ai bắt buộc được quý vị cả. Nhưng nếu như chúng ta đã là thành viên đồng nhiệm của chính phủ thì chúng ta phải theo cái nề nếp lề lối, luật lệ của một chính phủ. Thắc mắc, không đồng ý, bất mãn, viết vào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Vì tôi nghĩ rằng Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và ngài Tổng thống Đào Minh Quân cũng không phải là những người mà độc tài, cho nên chúng ta mới đi theo. Chúng ta tường trình, chúng ta nói những điều chúng ta suy nghĩ mà phải đúng với cái tư cách, phải có một cái tư cách. Chúng ta đã vào chính phủ nhưng chúng ta đòi phải có tự do, gọi là muốn làm gì thì làm. Cái tự do nó quá đáng, cái tự do đó nó không còn ở trong cái lề luật của chính phủ nữa, thì có lẽ chúng ta không thích hợp để vào chính phủ để phục vụ cho người dân. Còn nếu ai muốn quỵ kết bạn Tiêu Thị Trinh, không thể nào ép buộc. Nói điều này để xác định lập trường, quan điểm. Tiêu Thị Trinh đã vào chính phủ, Tiêu Thị Trinh sẽ chấp hành. Nếu như một ngày nào đó Tiêu Thị Trinh không chịu nổi những cái điều lệ, những cái ràng buộc khó khăn ở trong chính phủ, tự thân Triệu Thị Trinh sẽ xin nghỉ việc. Có nghĩa là tôi không có đủ cái sự gọi là kinh nghiệm, tôi không có đủ thời gian, tôi không có đủ sức để cán đáng những việc mà chính phủ đã giao phó. Tôi viết như vậy và tôi trình bày như vậy. Nếu chính phủ cho tôi tham gia bằng cái sức lực, bằng cái tài năng của tôi đang có, thì tôi xin tiếp tục. Còn nếu chính phủ thấy là tôi vô dụng, tôi không có xứng đáng, tôi không có đủ cái trình độ, thì tôi cũng chấp nhận. Đó là những cái điều mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Một chính phủ, và ngài Tổng thống cũng đã có nói, mỗi người mà tham gia chính phủ đều có quyền tự do của họ. Có nghĩa là Trinh đây cũng đang tự do nói chuyện với quý vị. Tổng thống Đào Minh Quân đâu có bắt Trinh là hãy im đi, hay là cô phải nói cái này, cô phải nói cái kia, cô không được nói cái này, cô không được nói cái kia. Có những điều nó phạm vào cái lỗi lầm mà nó làm cho người dân có những cái phản ứng hoặc là có những cái hiểu lầm, thì Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và những người mà trong chính phủ sẽ đưa ý kiến để mình thay đổi, để mình cảm hóa, để cảm nhận được. Còn nếu không thì Trinh cũng có cái tự do của mình đó, chứ không có bị mất gì cả. Miễn sao là mình nói với cái tấm lòng của mình đúng sự thật, không thêm, không bớt, hoặc là không có gán ghép tội cho một người nào đó mà không có bằng chứng, không có logic. Thật sự nếu như một người nào đó đã trưng cầu dân ý mà đến hỏi Trinh về những cái vấn đề mà
trưng cầu dân ý hoặc là những cái điều của trong chính phủ mà Trinh biết thì Trinh sẽ trả lời. Còn nếu không thì Trinh biết quý vị là ai. Nếu quý vị không cho Trinh biết cái cô này nickname là gì đó, tôi đã trưng cầu dân ý cho chính phủ ngày tháng năm nào đó và tôi cần biết là ngài tổng thống Đàm Quân có khỏe không, và những cái điều mà chính phủ đã post lên trên trang mạng có đã tiến hành tới đâu rồi, thì có thể Trinh cũng sẽ trả lời cho quý vị. Nhưng mà thực chất đó quý vị, những cái điều mà quý vị hỏi Trinh á thì Trinh trả lời như vậy mà thôi, chứ nếu thật ra đó quý vị muốn tìm hiểu cũng dễ lắm. Những cái điều mà chính phủ làm á đều có ghi trên trên các cái website của chính phủ hết á. Những cái việc mà chính phủ làm có ghi trên cái website của chính phủ hết và có đăng tải trên các trang nhà của ngài tổng thống Đào Minh Quân. Thì nếu mà chúng ta muốn biết thì chúng ta vào website của chính phủ để mà đọc, để biết thông tin. Còn về ngài tổng thống đó thì chúng ta vào FCC thì cũng đã được nghe ngài tổng thống nói chuyện, thì được biết là ngài tổng thống Đào Minh Quân rất khỏe mạnh, sức khỏe của ngài rất là tốt, không có việc gì cả. Nhưng mà cái thời điểm này là cái thời điểm mà nước Mỹ đang gặp những cái khó khăn như là biểu tình, bạo động, giết người, hay là dịch virus corona ở trên toàn cầu đều chúng ta đều bị ảnh hưởng hết. Cho nên những cái việc mà chính phủ gọi là sắp xếp thì nó có bị đình trệ, thật sự là có bị đình trệ. Cho nên cô chú anh chị cũng không cần phải lo, vì đây là cái vấn nạn chung của cả thế giới, chứ không có riêng gì của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay là của chúng ta. Dạ thì đó là như vậy. Thì các vị có tâm lòng thì chúng ta giúp nước, đừng có gọi là chửi bới mạ lị một người khác để rồi thỏa mãn cái sự bực tức trong lòng cá nhân của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ trở thành một cái người là có tội. Vì khi chúng ta nói lời ác, ác nghiệt á, đến cho người khác đó, thì tự thân chúng ta đã phải lãnh chịu một cái hậu quả cho cái lời nói của mình. Chính cái lời nói của mình nó sẽ trở lại làm cái vũ khí để mà công kích mình, chứ không có gì hết. Đó thì có một cái bạn này vô nè thì cũng nói bu lu bô la, nói cái gì cũng không có ra cái gì hết. Thì như vậy đó thì chúng ta cũng đã thấy, thì không thể nào mà chúng tôi trả lời được cho những người như thế này thì quá là rõ ràng, phải không quý vị? Cho nên khi mà quý vị muốn chúng tôi trả lời cho quý vị đó, thì một là quý vị viết rõ ràng ý tứ, muốn hỏi cái gì thì viết có dấu đàng hoàng để chúng ta khỏi có bị ngộ nhận, đừng có khỏi có bị lầm lẫn. Rồi khi rồi người ta nói nữa, ồ tôi không có nói như vậy, tôi nói như thế này, nhưng mà quý vị viết không có bỏ dấu gì hết thì không ai đọc được, không ai hiểu gì hết. Đó là những cái điều mà Trinh truyền tải cho quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn trưng cầu dân ý. Thật sự ra cái bài này thì nó không có phải là cái bài mà Trinh muốn đọc. Có một bài nữa rất là hay, Trinh đang đi tìm. Đó thì hôm qua có một vị cũng đã hỏi Trinh về cái vấn đề của chính phủ. Nhưng mà cái vị này viết thì không có bỏ dấu gì hết, cho nên hiểu thì chỉ hiểu mập mờ thôi, chứ không có dám nói là chính xác. Cho nên Trinh cũng có một cái gợi ý cho quý vị đó. Khi mà muốn hỏi gì đó thì thực chất là phải hỏi cho nó rõ ràng, viết có bỏ dấu đàng hoàng, và viết có văn hóa. Viết có văn hóa là cái tối quan trọng. Còn nếu như mà quý vị viết những cái câu chữ mà nó thô tục, hoặc là có ý bôi xấu hay là mỉa mai thì không có sự trả lời, đó là đương nhiên. Rồi quý vị đừng có nói là chúng tôi là người dân, hỏi tại sao không trả lời. Người dân
cũng 5-7 loại người dân. Người dân của ai? Người dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là có trưng cầu dân ý, là có đạp mặt Hồ Chí Minh. Còn người dân của Cộng sản thì miễn bàn. Tại vì đã theo Cộng sản rồi thì lý luận hay là những cái câu chữ của quý vị đó thì nó sẽ nghiêng về phía bên kia Cộng sản và chửi bới mạ lị chúng tôi. Thì làm sao chúng tôi coi quý vị là một người dân cho được? Thì làm sao quý vị có những câu trả lời mà theo ý quý vị cho được? Đúng không quý vị? Quý vị đang theo Cộng sản độc tài cai trị mà. Quý vị đang theo cái bọn bán nước hại dân mà. Thì làm sao quý vị đòi hỏi một chính phủ đang vì dân vì nước để giải thể tàu quyền Cộng sản? Bắt buộc chúng tôi phải trả lời cho quý vị được. Cho nên người dân của ai? Người dân là người nào? Phải có danh tánh, phải có cái chính kiến, phải có cái gọi là văn hóa đàng hoàng thì chúng tôi mới trả lời. Đó là những cái điều mà Triệu Thị Trinh đã nói hôm nay, cho chúng ta biết rõ ràng. Quý vị ở dưới cái nickname nào đó, chúng tôi là người dân. Dạ thưa, quý vị là người dân của ai? Cho chúng tôi biết rõ ràng. Và những cái câu hỏi đó, nó có thực sự là những câu hỏi mà quý vị muốn biết hay không? Hay là chỉ là châm biếm, chỉ là mỉa mai, chỉ là phá hoại? Thì xin thưa, nó sẽ không có cái câu trả lời đâu. Bây giờ cái việc trưng cầu dân ý thì chúng ta sẽ ghi ba cái chữ W rồi chấm tcdyy.us và chúng ta vào cái đường link. Trinh sẽ quay qua cho quý vị xem nha. Đây là cái đường link trưng cầu dân ý. Trinh sẽ vào cái Google để tìm. Trinh vào một cái Facebook đi. Trinh vào cái Facebook của một người bạn và Trinh bấm vào. Bây giờ Trinh sẽ vào cái Facebook của đồng nhiệm Suya và Trinh bấm vào phần comment. www.tcdyy.us. Hoặc là Trinh vào Messenger. Trinh sẽ vào một cái Messenger cũng được. Bây giờ quý vị vào Messenger của bất cứ người nào, bạn của mình hay là một người nào đó, một người quen nào đó cũng được, vào Messenger. Và chúng ta bấm lên cái đường link trưng cầu dân ý. Và chúng ta click vào đó, hoặc là Trinh sẽ vào cái trang nhà của Triệu Thị Trinh và thấy cái đường link trưng cầu dân ý đã ghi sẵn. Ví dụ như đây, Trinh đã có cái đường link trưng cầu dân ý ghi sẵn đây. Ở đây nè quý vị. Đó thì Trinh click vào. Vào Facebook, trang nhà của Trinh hay là tên tất cả các bài mà Trinh đã đăng thì trên đó đều có cái đường link trưng cầu dân ý. Thì quý vị chỉ cần click vào cái đường link đó thì cái lá phiếu trưng cầu dân ý sẽ hiện lên ngay tức khắc. Chúng ta sẽ điền vào họ của mình, rồi tên điểm, rồi tên, ngày tháng năm sinh bằng 2 chỉ số. Ví dụ như ngày 7 thì 07, sinh ngày 7 là ghi 07, tháng 9 thì ghi 09, năm thì bằng 4 chỉ số, 1970, ví dụ như vậy. Số nhà tên đường.
thành phố. Rồi tỉnh. Tỉnh hoặc là zip code. Zip code là cái số mã vùng đó quý vị. Rồi quốc gia. Rồi số điện thoại nhà. Chúng ta cũng ghi nếu mà có. Số điện thoại di động. Chúng ta ghi một trong hai cái số này cũng coi cũng được. Nếu mà không có số điện thoại nhà thì ghi số điện thoại di động. Facebook name. Rồi email, số bằng lái xe, số chứng minh nhân dân, quốc tịch, người giới thiệu. Rồi chúng ta đọc để xem trên cái lá phiếu này cái chúng ta trưng cầu dân ý vì cái gì và tại sao chúng ta phải trưng cầu dân ý. Tôi quyết định ủng hộ Ngài Tổng thống Đào Minh Quân và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa giải thể chế độ tàu quyền Cộng sản tại Việt Nam và ngăn chặn tàu Cộng xâm lược. Đó, cái lý do là như vậy. Chúng ta chấp nhận thì chúng ta click vào cái chữ có, quyết định có. Nếu quý vị muốn tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, xin quý vị điền vào dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Quyết định có, click vào cái phần có. Tôi xin cam đoan thông tin trên là đúng sự thật. Bấm vào dưới đây sẽ đại diện cho chữ ký của quý vị. Bấm vào cái chữ có. Sau đó là bấm vào cái khung vàng màu vàng để bấm gửi đi. Đó. Sau khi bấm gửi đi xong thì Trinh sẽ nhận được cái tin nhắn. Đây, cái tin nhắn từ hệ thống trưng cầu dân ý đã cho Trinh cái tin nhắn. Thì trên cái tin nhắn đó có viết là cảm ơn quý vị đã tham gia trưng cầu dân ý. Chúng tôi đã nhận được phiếu trưng cầu dân ý của quý vị. Dưới đây là số căn cước của quý vị, xin lưu lại. Thì đây là cái số căn cước mà cái hệ thống trưng cầu dân ý đã cấp cho chúng ta. Thì ghi lại cái số này để đó. Để khi nào chúng ta muốn làm đơn xin cái xin tiếp cái việc làm hay là xin cấp nhà gì đó hay là khiếu nại cái gì đó thì chúng ta ghi cái số trưng cầu dân ý của mình vô để chính phủ biết là mình là cái người đã trưng cầu dân ý ngày tháng năm nào và cái lý lịch của mình. Rồi bấm gửi đi là xong xong cái phiếu trưng cầu dân ý nha quý vị. Rồi bây giờ Trinh xin kết thúc cái live stream của mình hôm nay. Thời gian thì đã hết. Bây giờ Trinh xin mở một cái bài hát cho chúng ta được nghe. Dâng lời cầu nguyện. Sẽ biến ngày quốc hận của 30 tháng. Sự nghiệp giải thể chế độ tà quyền cộng sản thành công viên mãn. Kính chúc các quý giới chức đại biểu và các quý thành viên đồng nhiệm luôn bền gan vững chí trong các bạn tâm trị này. Kính chúc đồng bào trong và ngoài nước tràn đầy sức khỏe và luôn luôn ủng hộ lá phiếu trưng cầu dân ý cho Tổng thống Đào Minh Quân để sớm giải thể chế độ tàu quyền cộng sản tham ác bạo tàn, cùng chung tay để xây dựng lại nước nhà và đưa đất nước Việt Nam bước sang một trang sử mới với một con người của thời thượng quân thánh đức và chuyển ngài quốc hận thành ngài quốc vật của Việt Nam. Xin được trân trọng. Thank you.
xin kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất, cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Xin cảm ơn. Thì Trinh xin kính chào tạm biệt Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào tạm biệt Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý anh chị em, cô chú bác Việt Nam trên toàn thế giới và những anh chị em trên cộng đồng mạng live stream của Triệu Thị Trinh. Xin tạm biệt. Dạ, xin chào Hôm Trần. Sao Hôm Trần? Xin hẹn gặp lại.